Đây thưa bạn, nay là anh ruột của mình là Mai Sơn Lâm. Đây anh em rất đẹp dễ thương, mà anh ta là thời tiết cũng ưu đãi luôn. À, không có mưa, trời rất là mát, giống như Đà Lạt. Ở Happyland mà cứ tưởng không khí và không gian giống như Đà Lạt vậy đó. Hôm nay rất là vui, ông anh ruột của mình là Mai Sơn Lâm ghé thăm khu lịch miệt vườn Happyland Hồng Thi, là một niềm vinh dự lớn lao đối với thằng em ruột này. Và chúc cho gia đình anh Mai Sơn Lâm luôn luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn. Nghe không? Vui quá anh ơi. Quá vui. Để em lo cho anh yêu của em. Em đang tiễn yêu em ra ngoài xe hơi. Bữa nay mát anh ha. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Không, em đâu live stream, em quay YouTuber. Quá đẹp. Hai anh em ghê lắm. Hồi nãy live stream đầy, bây giờ quay YouTube. Giờ hai anh em tôi là đoàn kết dữ lắm. Dẫn qua bóng tối luôn nè. Bà bạn biết sao không? Bị đây có cái vàng cây. Bóng tối nguy hiểm lắm nha. Đâu có, bóng tối rồi hồi nó sẽ trào ra ánh sáng. Người ta nói yêu trong sáng mà phan ở trong tối. Ừ bạn, chuẩn bị hai anh em tôi sẽ trào ra bóng sáng đây. Yêu trong sáng, yêu trong sáng mà phan ở trong tối. Rồi anh nói gì chào khán giả đi anh yêu. Bằng tất cả các tấm lòng tình cảm qua cái clip này, cũng mong rằng mọi người tới đây để mà hưởng một cái không gian rất là sảng khoái đẹp, và để cho bản thân mình đầu tiên là có một cái thời gian thư giãn cuối tuần với gia đình gì đó, để đạt được một niềm vui. Ngoài ra chúng ta là người cao lãnh, là người địa phương, nhất là người địa phương, để phải ủng hộ cái những cái điều tốt đẹp của cái người địa phương mình đã làm nên một cái giá trị gì đó. Đã, cảm ơn anh Mai Sơn Lâm rất là đáng yêu của chúng ta. Và các bạn nhớ xem phim của anh Lâm, Mai Sơn Lâm sẽ phát trên đài truyền hình Vĩnh Long, của Vĩnh Long một. Đài truyền hình Vĩnh Long 1, Trà Táo Đỏ phần 2. Trà Táo Đỏ phần 2 nha các tình yêu. Cảm ơn các tình yêu rất nhiều nha. Bye bye. Bye bye. Hẹn ngày gặp lại nha. Bye bye.